Quý vị và các bạn thân mến, trong một video tiếng Anh có tiêu đề Phía sau phòng tuyến Việt Cộng được quay vào năm 1965 đã mô tả chi tiết về quan điểm cũng như cách thức tiến hành chiến tranh để đánh đuổi quân Mỹ ra khỏi đất đai bờ cõi Việt Nam. Một cuộc chiến toàn dân kêu gọi sự đoàn kết của tất cả các dân tộc, các thành phần trong xã hội cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam ngay từ những năm đầu của cuộc chiến với đối thủ khổng lồ là Hoa Kỳ. Người Việt Nam xác định rõ phương châm là trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Trước khi tới phần bình luận, xin mời quý khán giả có thể dành một chút thời gian để xem những thước phim quý giá về một thời hào hùng của cha ông ta trong thời kỳ đánh Mỹ cứu nước đã diễn ra như thế nào nhé. Spike. The man trap. No correspondent who has ever ventured into the South Vietnamese countryside doubts the effectiveness of these lethal traps. They make you careful where you step. That's the idea. And they do their damage. On many a jungle path in South Vietnam, if you trip on a vine, you may release such a booby trap as this one, the porcupine. Lifted high up into the trees, this thing can sweep a whole squad from a trail. This is a bomb of spikes, fashioned to drop from above. The Viet Cong have become adept not only at moving fast themselves, but at slowing the Vietnamese army down. These bamboo spikes can pierce a GI boot, and do. These are irregular troops of the Viet Cong. Women do that work. Women sometimes do that work for the South Vietnamese army as well. It is likely that they are sometimes the same women. Tôi đã chiến đấu chống lại những người lính này trong chiến tranh Việt Nam và tôi có thể khẳng định chắc chắn với bạn rằng những người đàn ông và phụ nữ này là những người dũng cảm nhất hành tinh. Họ rất thiện chiến và cực kỳ ác liệt. Có thể nói Việt Nam rất may mắn khi có những người như vậy đứng lên đấu tranh cho tự do của họ, không bao giờ bỏ cuộc. Hôm nay ở tuổi 74, tôi nhớ rất rõ về cuộc chiến tranh Việt Nam góc nhìn từ Vương quốc Anh. Đoạn phim này cho thấy tại sao Hoa Kỳ không bao giờ có thể chiến thắng trong cuộc chiến. Mặc dù có hỏa lực áp đảo, nó xác nhận câu chuyện được kể trong cuốn sách Chiến tranh Việt Nam – Một lịch sử mật thiết của Jerenwok và Campbell. Thì ra các trận ném bom của chúng ta đã đẩy những người dân thiểu số đi đến làm bạn với những người lính Việt Nam trong khi ban đầu họ hoàn toàn trung lập, không tham gia vào bên nào cả. Cuối cùng chúng ta phải chịu sự đau đớn từ những vết thương sau cung tên và giáo mác khi mà chúng ta còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì thứ vũ khí lạnh này đâm vào người trong một cuộc phục kích, nó còn khủng khiếp hơn cả bị bắn bởi một viên đạn. Những người này đã chiến đấu trong một cuộc chiến tranh du kích tồn tại ít nhất cả 1.000 năm hoặc hơn, chúng ta có thể học được rất nhiều từ họ. Tôi là người Mỹ và rất kính trọng Việt Nam. Họ đã chiến đấu thông minh, kiên cường và quyết liệt. Chiến tranh Việt Nam là vô nghĩa, quá nhiều cái chết của cả hai bên. Cha tôi chưa bao giờ thật sự trải lòng về sự có mặt của mình ở đó. Nhưng ông có một sự tôn trọng mạnh mẽ đối với đặc công của Việt Cộng. Tôi phải dành thời gian cho đến khi học đại học mới có thể tiếp cận đủ tài liệu để tìm hiểu lý do tại sao. Những người lính Việt Nam đã thu phục được cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên tham gia vào đội quân của họ. Dù chỉ là những cái bẫy thô sơ, nhưng dưới bàn tay khéo léo của họ, nó đã gây ra sự ám ảnh còn khủng khiếp hơn cả bom đạn. Những người tuổi trẻ gia nhập du kích Việt Cộng có nhiều tài trí, khéo lợi dụng thiên nhiên và địa thế xung quanh, nhưng hơn hết là quyết tâm và dũng khí để theo đuổi sự nghiệp đánh đuổi quân thù và thống nhất đất nước. Bộ đội chính quy Bắc Việt cũng đã chiến đấu kiên cường trong nhiều trận đánh. Họ qua mặt được quân địch, thêm vào đó, sự đóng góp của các thường dân như cụ già, phụ nữ và trẻ em cũng rất đáng ghi nhận. Sự ngưỡng mộ lớn của tôi đối với quốc gia này. Vũ khí thực sự của họ là khả năng kết hợp với ứng biến tuyệt vời. Đó là lý do tại sao họ đã đánh bại quân Mông Cổ, quân Pháp và người Trung Quốc.
Ngoài ra, người Việt Nam khá thông minh, khiến cho các đối thủ lớn mạnh này luôn bị vượt mặt. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời và vô cùng xinh đẹp cũng như con người của nó. Những thanh niên Mỹ 18, 19 và 20 tuổi tội nghiệp đã bị mắc kẹt giữa mớ hỗn độn này vì chính phủ tham nhũng của chúng ta. Tôi cảm thấy buồn cho những thanh niên ở đó và cũng cầu mong Chúa phù hộ cho cựu chiến binh Việt Nam đã phải phục vụ ở đó. Điều đó không đúng và không công bằng với tất cả các bạn. Ông tôi là một quân nhân Philippines được gửi đến Việt Nam khi ông ấy trở về, may mắn không bị bệnh tâm thần nặng như những người khác. Nhưng bất cứ khi nào ông ấy nghe thấy một con chim trên cây hoặc một âm thanh lớn mà ông ấy không thể nhìn thấy, ông ấy tỏ ra cực kỳ lo lắng. Không thể tưởng tượng được làm thế nào một vũ khí thô sơ và chiến thuật du kích cổ xưa lại được đem ra đối đầu trực diện với một hệ thống vũ khí và chiến lược quân sự tiên tiến ở Hoa Kỳ. Và kinh ngạc thay, nó đã cho Mỹ nếm trải một cuộc chiến khốn khổ. Đó là nơi họ sống, vậy tại sao họ lại không tận dụng lợi thế địa hình của họ? Điều tôi đang cố gắng nói là Hoa Kỳ không đủ tinh vi để tìm ra mọi thứ mà người Việt Nam tạo ra và họ cũng không đủ khả năng để thích nghi trong môi trường như ở Việt Nam. Việt Nam giống như một bài nâng cao bởi vì chiến tranh trong rừng không phải là mới đối với người Mỹ vào thời điểm đó nữa. Vì họ đã đánh bại quân Nhật ở Thái Bình Dương trong Thế chiến II mà phần lớn các trận đánh diễn ra là trong rừng. Tôi thường tự hỏi có bao nhiêu chiếc bẫy thô sơ, lỗ đinh còn nguyên vẹn và đang chờ đợi kẻ thù như vậy ở Việt Nam. Đối với Việt Cộng, bẫy mìn không chỉ phục vụ cho mục đích tiêu diệt kẻ thù vì một mục đích khác của họ đã làm bị thương binh lính Mỹ thay vì giết họ. Việt Cộng hiểu rằng những kẻ thù bị thương sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên và thời gian hơn để sơ tán người lính bị thương ra khỏi chiến trường. Ngoài ra, những cái bẫy đã hạn chế khả năng cơ động của kẻ thù, đồng thời tăng thêm thời gian rút lui khỏi trận địa phục kích trong nhóm du kích Việt Cộng để họ thực hiện các kế hoạch tiếp theo. Thực tế là những cái bẫy này hầu như không tốn kém gì và toàn bộ người dân Việt Nam đều có thể làm được, thậm chí là cả những chiến binh dân tộc vùng biên giới giáp với Campuchia. Chiến tranh là sự cạnh tranh về tài nguyên, bên nào có nhiều tài nguyên hơn sẽ thắng. Chiến tranh nhân dân đã thay đổi cách hạch toán tài nguyên. Những con người rất dũng cảm, họ đứng lên chống lại một đạo quân khổng lồ, xâm lược quê hương mình. Đó là sự lựa chọn chiến thuật tồi được áp dụng bởi các tướng lính Mỹ. Những người chỉ biết lối đánh trận một chiều, họ không có khả năng thích nghi, họ hoảng sợ trước khi áp lực chính trị, tìm và diệt là một thất bại gây thiệt hại lớn cho người Mỹ. Bạn không thể thay đổi trái tim và khối óc của một dân tộc bằng bom đạn hay áp bức về ý thức hệ. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đã đến lúc nước Mỹ bình tĩnh lại, người Việt Nam không còn sự bất bình, họ tập trung hơn vào phát triển kinh tế và ngạc nhiên trước những tiến bộ mà họ đã đạt trước khi nhìn vào đích đến là Hoa Kỳ và châu Âu. Sai lầm xảy ra không ai là hoàn hảo cả. Tôi đoán là vẫn còn một số bẫy cọc Ponzi ẩn nấp trong khu rừng đằng kia, tất nhiên hầu hết đã mục nát nhưng sẽ có một số cái vẫn đang chờ một bàn chân bị đâm thủng. Sự hoảng loạn mất tinh thần quan trọng hơn việc để một số người lính của kẻ thù bị chết. Bẫy sẽ tạo ra đòn bẩy tâm lý, hoảng loạn mạnh mẽ và lâu dài. Các chiến thuật, phương pháp và hậu cần của Việt Nam đã có từ lâu trước khi đối đầu với Mỹ. Phương pháp du kích vào một thành phố ngầm dưới lòng đất nằm ngay bên dưới người lính Mỹ, trải dài từ Hà Nội đến Sài Gòn. Họ dùng để di chuyển và xây dựng lại cơ sở hạ tầng trong một ngày. Sự quyết tâm đi kèm với sự kiên trì cho đến chết sẽ chỉ đem đến cho họ một hậu quả duy nhất là chiến thắng. Nếu người lính Mỹ được sự ủng hộ và hậu thuẫn của Quốc hội và người dân Mỹ, kết quả chắc chắn sẽ khác. Tự hỏi có bao nhiêu lính Mỹ đã thực sự bị bắn bởi nỏ hoặc bị phóng giáo? Không phải tất cả họ đều ngủ thoải mái trên những võng làm bằng vải dù đâu, vì một nửa người trong số họ chết đói khi chiến đấu trong hố cá nhân và dưới lòng đất. Bất kể người kể chuyện này đang nói gì, mỗi khi tôi nghĩ về sức chịu đựng gian khổ những người lính Việt Nam này, nó lại khiến tôi nhìn họ bằng sự ngưỡng mộ ngày càng lớn hơn. Tôi yêu những người này, sự khéo léo và xảo quyệt của họ thật hấp dẫn. Không có phòng tuyến Việt Cộng nào cả, bản chất linh hoạt và lảng tránh của họ đã giúp làm cho họ tác chiến hiệu quả. Một trận chiến tay đôi sẽ cực kỳ sợ hãi. Tôi cá là bạn khi nhìn thấy những kẻ đó và bạn sẽ lôi hết vũ khí trong túi quần của mình ra để giao nộp cho họ. Tài liệu của Lầu Năm Góc xuất bản năm 1962 cho biết tại sao chúng ta không thể thắng ở Việt Nam. Kính phục những người Việt Nam dũng cảm, một dân tộc kiêu hãnh đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt khổng lồ, cho dù đó là Trung Quốc, Mỹ hay Pháp. Họ không bao giờ bỏ cuộc và chiến đấu đến cùng, do đó họ giành chiến thắng. Không thể có chuyện những chàng trai thành phố có thể chiến thắng được những chàng trai rừng rậm.
Giá như có một anh chàng như Rambo xuất hiện, tôi dành sự tôn trọng cho những người lính của cả hai bên. Vũ khí, lòng dũng cảm và sự đoàn kết của thế kỷ 16 đã đánh bại một đế chế siêu cường. Người Việt thông minh hơn người Mỹ, họ đã sử dụng toàn bộ đất đai và nguồn nhân lực của mình để chống lại những kẻ xâm lược bất hợp pháp. Tôi không gọi đó là chiến tranh Việt Nam, tôi gọi nó là trận chiến bảo vệ Việt Nam. Đó là một cuộc chiến đoàn kết của người Việt Nam, chiến tranh là khi hai cường quốc ngang nhau đánh nhau. Hãy tưởng tượng bạn đi bộ với những người lính của mình và sau đó bạn nhìn thấy một trong những người đồng đội của mình bị bẫy nhím hạ gục. Tôi là một người Mỹ da đen nhưng tôi xin dành sự khâm phục đối với người Việt Nam này vì cách họ chiến đấu cho đất nước của họ và chống lại nước Mỹ. Đặc biệt là nước Mỹ mà tôi đã biết ở đây vào tháng 6 năm 2020. Những người lính này rất thông minh và xảo quyệt, với một chút ít tài chính, vũ khí và công nghệ. Họ chính là những con người sáng ngời nhất, đại diện cho tư chất của một người lính. Chiến tranh du kích là chiến thuật vô địch, bất kể đối phương là quốc gia nào đi chăng nữa, người Việt Nam đã sẵn sàng chiến đấu với quốc gia ngu ngốc khác xâm lược họ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người lính Việt Cộng tự mắc bẫy của chính họ. Khi nhắc đến nghệ thuật chiến tranh, Việt Cộng là bậc thầy trong chiến tranh. Người Mỹ đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà chúng tôi không thể thắng bởi vì chúng tôi đang thực hiện tất cả các phương pháp hoàn toàn ngược lại để thành công. Thay vì tiêu diệt ý chí của kẻ thù, chúng tôi đã cố gắng thu phục trái tim và khối óc của họ thay vì giành lấy và thay đổi lập trường của họ. Chúng tôi đã đánh bại họ trong một trận đánh và sau đó trả lại lập trường để họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Thay vì bịt miệng những kẻ phản bội đất nước của chúng ta lại để chúng đầu tư dư luận bằng những tuyên truyền của chúng. Những thông tin thường thu được từ phía kẻ thù, thay vì ủng hộ các chiến binh của chúng ta chửi rủa và hạ thấp họ khi họ trở về nhà, bị thương và tàn phế, và cả tổn thương tinh thần. Thật là một cách ngu ngốc để tiến hành một cuộc chiến, thật là một thời kỳ đáng buồn trong lịch sử của chúng ta. Mình nghĩ bạn này nên tìm hiểu về các thủ đoạn bẩn thỉu và tàn ác mà người Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã làm nhằm bẻ gãy tinh thần chiến đấu của những người lính quân đội nhân dân Việt Nam trước khi viết ra bình luận này. Hồ Chí Minh trước hết là một người theo chủ nghĩa dân tộc. Nếu Hoa Kỳ chơi đúng quân bài của mình, chúng tôi sẽ có rất nhiều ảnh hưởng trong khu vực này với thời điểm hiện tại và tình bạn với ông Hồ. Thay vào đó, chúng tôi có thể nhìn thế giới bằng hai màu đen và trắng, cộng sản hay không cộng sản, mà không có vùng xám. Chúng tôi hoàn toàn không có khái niệm về lịch sử, quan điểm của người Việt Nam. Họ không đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản, họ chỉ đấu tranh cho độc lập và tự do của họ thôi. Vì vậy mà những người cộng sản đã bước vào giúp đỡ người dân Việt Nam trong khi chúng tôi đang làm như vậy. Khi ai đó ném cho họ một cái phao để cứu cánh, họ đơn giản là không quan tâm gì tới đảng phái chính trị, là cộng sản hay tư bản gì cả. Tất cả những điều này dẫn đến một cuộc chiến vô nghĩa, làm lãng phí biết bao nhiêu ngàn sinh mạng, một cuộc chiến mà chúng ta đã tạo ra khi chúng ta thao túng miền Nam, hủy bỏ cuộc bầu cử năm 1956. Điều mà được ấn định trong Hiệp định Geneva. Ai cũng biết ông Hồ sẽ thắng trong cuộc bầu đó, và trong suy nghĩ của người Mỹ, điều đó phải được ngăn chặn, sau đó cuộc bầu cử bị hủy bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số bình luận của người Mỹ khi xem hình ảnh tư liệu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam những năm 1965, thời điểm mà số lượng của lính Mỹ và đồng minh hiện diện tại Việt Nam đang tăng cao kỷ lục. Một trong những lý do để ngăn chặn và tăng quân số gửi đến Việt Nam của Hoa Kỳ là trận tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 68, và nếu có dịp mình sẽ làm một video về trận đánh này. Còn bây giờ, video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.